chia sẻ sơ sơ về cái mối quan hệ với một người anh, một người bạn rất là thân đi. Đó, anh đổi đi tìm. Hiện tại thì em đang chưa có một cảm xúc cụ thể để có thể nhận xét về người anh của mình. Em sẽ phải chất lọc câu từ và em sẽ lên tiếng một lần cụ thể về những gì anh đã làm. Anh Đậu thì cũng rất là có những cái góc riêng của anh ý mà anh ý sẽ tự tin. Ví dụ như là rót mật mật vào tay em, tắt ánh đèn bật tình yêu lên sao, càng say anh lại càng yêu em. Nhưng mà khi mà ở bên ngoài hoặc là những cái môi trường khác thì anh ý sẽ trở thành một con người mà rất là khác. Đôi khi là kiểu mọi người nhìn thấy anh ở trên màn hình, qua màn hình như vậy. Nhưng mà ở bên ngoài thì anh là một người rất là kiểu trực trạc đàn ông và còn hơi khó tính nữa. Thế cho nên nếu mà ai mà kiểu lần đầu mà gặp là kiểu hơi rén rén đấy. Nhất thiết có phải thêm câu hơi khó tính vào không? Trong khi cả phòng ai cũng đi dây gọn gàng, tác phong làm việc trông vô cùng ngăn nắp, thì lòi ra một thằng như thế này trông nó khó chịu lắm luôn ấy.